theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Những cái sự hỗ trợ của một đứa cứu giúp đến những người đồng đội mình rồi, nhưng TN3 bây giờ đang muốn di chuyển lên khu vực nhà của các thành viên bên phía tuyến đối phương. Sau đây LG Divide công vào khu vực nhà của Oster và JN Turtle và thêm cả cái tên Jun là bây giờ thì Jun nằm xuống, với đó là pa cap của tôi xong rồi. LG Divide họ cần phải cẩn thận những bên tuyến công nhà tiếp theo. Vẫn cứu được nhau dành cho các thành viên LG Divide, nhưng thôi quả nết này thì thôi, Jun bò được về hay không đây? Mà không được rồi, một quả nết nó quá chí tử đến cái tên pass cap. Và như vậy là các thành viên của bên phía team LG Divide đang gặp khó. Relo và Staker cố gắng mở cánh rồi, phía bên kia vẫn còn sự đe dọa dành cho cái tên pass cap. Và Tiên Bà một góc nào đó cũng đang liên tiếp gặp khó. Fongyman chắc chắn sẽ không tham dự cuộc chiến này, nhưng Staker vừa đổ được một tổ hạ không được Staker thành công. Tình huống được đưa trở về là 3v3 3v2, tiếp tục là lửa, tiếp tục là nết được dội sang đến các thành viên bên phía team Oz, nhưng JN knock out được Relo. Tình huống được đưa trở về là 2v2, và bây giờ thì Divide hoàn toàn là cơ sở lật kèo trong tuyến này. Cái Turtle đã có một góc đứng rất đẹp rồi, trượt chân được Turtle nhưng bắn vẫn là gắt. Và đó là các thành viên của bên phía Oz, chỉ còn lại một mình cái tên bad cap thôi. Vâng, phía bên này thì JN 1v1 tuyến tiếp theo và bắt đầu có flash được trả ra rồi. Vị trí của bad cap đã choáng lên vị trí của JN, nhưng Turtle đang có những tiếng móc sau căn nhà này, và JN confirm đi cái mạng của Snaker trước đó. Thôi xong rồi, Fongryman đang muốn tham chiến, và ở phía trên đầu của LG Divide và Oz lại còn xuất hiện cả các thành viên bên phía Damwon nữa. Như vậy Tiên Ba là người phải nằm xuống đầu tiên, nhưng pass cap vừa đổi được hai. Chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, bây giờ thì bên phía team LG Divide thôi xong rồi, con đường chết đang mở ra rất gần cho các thành viên LG Divide. Foy em cũng đang tới, và đó là pass cap class 1v3 luôn ạ. Trời ơi, ba thành viên bên phía team LG Divide đã phải nằm xuống bởi một thành viên bên phía team Oz, và bây giờ thì thêm cả cái tên Damwon Kia nữa, cùng với đó là Fongryman đâm đầu lên phía trên. Làm gì đây? Trời ơi, một tình huống di chuyển mà không có một chút thông tin nào cả, cũng không có quả số mốc nào cả. Và bây giờ thì Damwon Kia cũng mất đi vị trí của Indigo, và đây bị phát hiện bởi Sông Giang. Và đây là những tình huống top tiếp theo đến từ Damwon Kia. Hai thành viên bên phía team Fongryman đã phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng diễn biến của map thì Myanmar được đẩy lên một tốc độ rất cao, chỉ bằng một tình huống combat khởi điểm thôi thì bây giờ các team đều đang cào cấu xé và bắt nhau. Và các thành viên của bên phía team T1 không ăn quả nết này rồi, một quả nết hơi sâu đến từ cái tên Boliang. Nhưng nên nhớ rằng đội hình của bên phía team Infantry cũng đang gặp khó. Nai sẽ làm gì đây? Yao Zhang liệu có được cứu hay không? Aquafan có một tiếng mở cánh cực kỳ đẹp, nhưng Nai ngay lập tức xuất hiện rồi. Đèn chê thì kết thúc thì được mạng của Nai. Tình huống lại được đưa trở về, đó chính là 2v1 khi mà các thành viên của bên phía Infantry chỉ còn lại một mình cái tên Boliang mà thôi. Bioloki có được mạng của các thành viên bên phía Furia, và đèn chê đẩy lên, và như vậy thì Infantry chỉ mang về cho mình cái top thứ 13 trong game điều này thôi. Bên phía bên này thì một đại diện nữa đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc lại tiếp tục giao tranh với nhau, một quả nét tốt đến từ Sông Giang. Bây giờ thì sao đây, Fongryman còn một thành viên cuối cùng là Forever, chạy đi đâu đây Fongryman ơi? Quá khó dành cho các thành viên của bên phía team Fongryman, họ quyết định đâm thẳng đầu lên vị trí của Damwon Kia, tiếp tục giã đồ xuống, không có cơ hội chạy. Forever đổi được một, liệu có một tiếng clutch đến từ cái tên Forever hay không đây? Vâng, player có thể tạo đột biến, nhưng cái góc này là góc quá khó cho bị của Forever. Nhà Damwon Kia họ cần phải hầu lại để có thể cứu lại những người đồng đội mình và bảo toàn về mặt nhân sự, khi ở đây họ chỉ còn nói là hai thành viên thôi. Gale vẫn đang có những bắn cảm giác, như Forever rất chủ động. Những thứ tiếp theo thì Gale yếu máu rồi, và bây giờ thì sao đây? Còn Forever cái giáp hai này cũng đã vỡ, và chỉ cần một tình huống sấy nhẹ nhàng thôi, Forever cũng có thể nằm xuống. Và như vậy thì Damwon Kia bỏ người đồng đội mình, và tiếp theo bắn quá tốt đến đội Forever, và Sông Giang đây đang yếu máu, bo đang thu vào áp lực đến từ vòng bo là quá nhiều. Forever họ dừng lại ở vị thứ 12 trong game đấu này. Một nỗ lực cực kỳ kiên cường đến từ vị trí của Forever, nhưng ít nhất thì Damwon sẽ mất hai người, trong đó T1. Uầy, cái gì vậy? Trời nhìn ơi, thấy vừa đấy T1 còn chưa kịp ổn định đội hình trước các thành viên của bên phía team Shoot to Kill, thì bây giờ họ đã quay lại cắn ngược vào các thành viên của bên phía team Shoot to Kill luôn. Không có bất kỳ một tình huống nào mà các thành viên bên phía T1 phải nằm xuống nữa. Mà còn một con cá, đó chính là đội hình của bên phía team Shoot to Kill nữa. Ôi, quay trở lại với Genji, quyết định thi đấu chủ động đến từ bên phía Genji rồi. Inodic mở cánh, đằng sau còn hai người, chạy đi đâu đây Vitus Pro? Tại sao lại chạy trong tình huống này? Rõ ràng là họ có thể chủ động được với vị trí của họ khi mà các thành viên bên phía Genji chuyển, nhưng bây giờ chỉ còn là hai thành viên thôi. Quá rén với các con, chính xác là các thành viên bên phía team Gấu, team Vitus Pro của chúng ta. Cực kỳ khó dành cho đội hình của bên phía team Vitus Pro, họ đã mất hoàn toàn thế chủ động rồi. Pio đẩy lên, bắt đầu giáp lá ca đến vị trí của Pio, nhưng Esther đã xuất hiện, và đó là double kill dành cho vị trí của Esther luôn. Trong khi đó bên phía team T1 thì sao đây, lộ hết rồi. Iro bắt đầu sấy, nhưng đây là một lời xin lỗi đến từ vị trí của Iro. Xong một shot gắn ra một viên, viên thứ hai chưa kịp bóp cò, và như vậy là Iro cũng chỉ đổi được một mạng trong tình huống này mà thôi. Iro đang bị cô lập rồi.
không có ai có thể hỗ trợ được cho vị trí của Idol trong điều này, nhưng liệu các thành viên bên phía kia sẽ có muốn mạo hiểm hay không đây? Vát đã lên tiếng, Aquafire là người phải nằm xuống, và như vậy là các thành viên của bên phía T1 cũng đã dừng lại hoàn toàn ở vị trí số 8. Vâng, một đại diện nữa đến từ Hàn Quốc của chúng ta, và bây giờ GSM họ có thể làm chủ được khu vực góc 4 giờ của bản đồ này. Tinkleton và vị trí của Win cần phải cẩn thận, và đây là liên tiếp áp lực từ những cái lượng nét được trả vào đến các thành viên bên phía Phoenix. Một tình huống 4v4 tiếp theo, và bây giờ thì Win đang có tiếng đấy lên, và Win hạ gục được vị trí của Pio. Genji mất thêm cả cái tên Ironic đó, Tinkleton. Team Liquid đang phải đối đầu với các thành viên bên phía GSM. Vâng, hãy cùng chờ đợi xem nào. Team Liquid vâng làm gì đây, há miệng chờ sung với chúng tôi này. Chờ đợi làm sao được đây, TFSen đến rồi. Và như vậy là các thành viên của bên phía Team Liquid chạy đi thôi, nhưng tầm này thì chạy đi đâu, nãy giờ cứ nấp im ở trong căn nhà vệ sinh này thì làm gì có thông tin. Và cả các thành viên bên phía GSM nữa không phải là đối thủ với các thành viên bên phía Sonic, và bây giờ thì Loki coi như là truy cùng diệt tận đến từ các thành viên bên phía cầm cần chảo đến từ Tinkleton này anh ạ. Cay thật vâng. Sự nhưng Loki cuối cùng sẽ bị đốt chết ở phía bên ngoài của Blue Zone. Mim lại bị đốt chết bởi bo, nhưng Tinkleton vừa có việc gym của bên phía Team Liquid rồi. Vấn đề là TSM vẫn chưa mất ai, nhưng vừa mới nói xong Tinkleton lại knock out được chữ VAT một lần nữa. Tinkleton đang có trên một trận đấu có thể nói rằng cực kỳ bay, và liệu Tinkleton có muốn làm hết hay không đây. Miraku có vẻ như đang cố gắng cứu lại VAT rồi. Đây đã là vòng bò cuối cùng rồi, và giờ thì Wookie không được rồi, quá chủ động đến từ đội hình của bên phía Team Sonic. Tinkleton nằm xuống và tình huống được đưa trở về, đó chính là 1v2 cho TSM cũng như là cả Sonic. Bắt đầu có những đẩy ra kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, và bây giờ nếu như họ tận dụng tốt cái cơ hội này sẽ có cho mình cái top 1 đầu tiên, 10.000 đô. Và bây giờ thì slip một tình huống mà sấy không cần nhìn đến từ anh chàng này, TSM dừng lại vì thứ ba, và câu chuyện bây giờ chỉ còn đó là hai team rồi, cá ngựa cùng với đó các thành viên bên Team Sonic, và ai sẽ là người đạt cho mình cái top 1 này. Bắt đầu có cả flash và nên được trả ra rồi, Supreme thì sẽ có những đường bắn cảm giác ở trong cái góc nằm khó chịu như thế này. Hãy cùng chờ đợi xem 2v2 bỗng nhiên là Team Liquid và giành được top 1 á. Vâng, tầm này thì Tuấn Tài nghĩ ai là top 1? Ai là top 1? Em ủng hộ cho các thành viên bên phía Team Liquid, và rõ ràng những cái tên như Clip và Jimzy sẽ là những player thi đấu tỏa sáng đối với các thành viên bên phía Team Liquid. Đó là Team Liquid thôi. Scream thì bây giờ bị phát hiện, và đấy là những tình huống cấu rỉa cực kỳ tốt. Đổi một rồi, và đây là tình huống 1v1 trong những vòng quay cuối cùng của Scream gì cũng là người đồng đội mình. Ui, confirm trước, và bây giờ 15 viên đạn trong tay của Scream rồi, quyết định chơi một lối chơi an toàn và cứu những người đồng đội mình. Và như vậy là cái tên Scream gì top 1 gọi tên các thành viên bên phía Team Sonic ở trong trận đấu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta. Và cũng giành được luôn cái top 1 đầu tiên với 10.000 đô của vòng Weekly Survival. Vậy treo mấy ông kìa. Rõ ràng trong tình huống vừa rồi chúng ta có thể hút khá là hú hồn khi mà Tinkleton rút cả chảo ra. Vâng, rất là tự tin đúng không anh? Đúng.